Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the Thus Come One's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa ba he jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Bay Trap, Venerable Shenhua, Shami, Oguna Advisors Amitofo, Chư Phổ Bù Sa, Liêu Chu, Chư Phụ Sang Lân, Shami, Lu Wei Shan Chư Sư Amitofo, Chư Phật Bồ Tát, Kinh Thưa Lục Tổ, Kinh Thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, Thầy và các vị Thiện Tri Thức A Di Đà Phật. Today is November 25, 2012. We're gathered in Rosemead to discuss the Vajra Sutra. We're on slide 382. All right. We are talking about a markless teaching. Đang bàn về cái thuyết cái lời dạy vô tướng. Teaching and yet not teaching. Dạy mà không có dạy. Okay. The Buddha's talked to Subhuti and Subhuti who understands emptiness says, really, the Tathagata really spoke no Dharma. Thì ngài Tu Bồ Đề đó, một cái gì mà hiểu được cái để nhất về cái hiểu cái chữ không. Thành ra ngài nói rằng Đức Phật thuyết pháp, nhưng thực ra không có thuyết pháp gì cả. He spoke of Dharma, and yet he spoke of no Dharma. Okay, that is speaking. That is called no mark. The mark of not speaking. Tôi nói cách khác, nói pháp mà không không có cái tướng nói pháp. Okay, so we've been elaborating on this for the last 2 weeks, and I've been trying to get this story of the Venerable Dogen. Mình bàn về cái quan điểm là cả 2 tuần rồi. Nên tuần thứ ba này mình tới phần mình giảng về cái câu chuyện mà có liên quan tới ngài Đạo Nguyên. Venerable Dogen is a ngài Đạo Nguyên á, he's a Japanese monk. Đạo Nguyên á là một cái vị thiền sư người Nhật Bản. Back then in Japan, when you become a monk, the predominant school of teaching was Tiantai, the Japanese Tiantai sect. Thì hồi xưa đó, lúc mà ngài cái thời của ngài Đạo Nguyên đó, ngài tu đó, thì ngài cái chùa mà nổi tiếng mà thịnh hành nhất trong cái vùng của ngài là cái chùa của Thái Tiantai, cái phái Tiantai. Thì ngài tới ngài đã học. So he went to Tiantai to study, and then he had some questions. Ngài thắc mắc. Ngài có nhiều cái thắc mắc dễ sợ. And he had a lot of questions, has a lot of concerns, and he couldn't find people to give him answers. Không có ai trả lời được cho ngài hết á. So he then left the temple. He traveled around the country. Ngài mới thất vọng. Ngài mới bỏ chùa. Ngài đi. Ngài đi khắp. Thì ngài tới mấy cái chùa, viếng thăm mấy cái chùa khác. And asked to find answers to her his questions. And a monk suggested to him that the answers to his questions lie in the Chan school, not in the Tiantai school. You have to find Chan practitioner to be able to answer his question. Thì ngài mới người có một cái người vị sư đó mới khích lệ ngài, nói là
ông mà muốn hiểu trả lời, tìm được những cái trả lời của câu hỏi của ông á, thì ông phải kiếm cái phái, cái tông phái thiền tông mà hỏi thì họ mới trả lời được. Còn thiên thai, người cái thiên thai không có ai trả lời được cho ông đâu. So he went and looked for Chan monasteries. Thành ông ngài Đạo Nguyên mới bắt đầu đi kiếm những cái chùa thiền, chỉ thiền thiền tự mà tu. And then he still not happy, so he eventually went to China. Thì ngài kiếm, cuối cùng ngài phải bỏ nước Nhật qua nước Trung Hoa để mà học theo cái phái thiền tông. And he studied under a Chinese master called Ru Jing. Thì qua nước Trung Hoa mới tu dưới cái trướng của ngài Như Tịnh. Đây thầy đang ở cái tâm bản 383. Now I'm slide 383. I jump ahead a little bit. Oh, it's not showing. It's not warm, so that's okay. Then I'm only showing the slides for the online people. So the local people don't get to see the slides. It's some technical difficulties. We are not projector. Our projector is not working. Not cooperating today. So his Chinese teacher is called Ru Jing, ngài Như Tịnh, một cái thiền sư. He's the 13th patriarch of the Sáo Tông sect. Thì hồi xưa bên nước Trung Hoa đó, thì cái ngài Như Tịnh này là cái vị tổ thứ 13 của cái dòng Tào Động, dòng thiền tông Tào Động bên thiền người Trung Hoa. Có năm cái thiền, cái môn phái thiền tinh hành nhất, thì Tào Động là một trong năm môn phái đó. So what happened is that back then the Chan school, Chinese Chan school, had five major schools, and Sáo Tông is one of the five schools, and Master Ru Jing is one of his teacher, is a patriarch of that. He's an abbot at Mount Tian Tong. Thì ngài là một cái vị ngài ở cái núi tên là núi Thiên Đồng. All right. So he studied under Master Ru Jing, and supposedly he obtained the Dharma. Thì ngài tu với ngài Như Tịnh được 3 năm thì như đắc được đạo. And then he immediately went back to Japan. Khi mà đắc được đạo rồi, ngài trở về lại nước Nhật. What happened? Oh, now it shuts off. Okay. Thì đắc đạo thì ngài trở về Nhật. He went back to Japan and he founded the Soto Zen School. Thì ngài mới thiết lập ra một cái tông phái thiền tông bên Nhật Bản, ông bổn tên là Soto, cái dòng Soto, which remains to date the biggest and the most popular Chan Zen school. Japanese Zen school. Thì bây giờ cái dòng cái môn phái Soto này là cái môn phái mà thịnh hành nhất của bên Nhật, của cái thiền Zen của Nhật. Okay, so Master Dogen is a founder, therefore is very famous. Ngài Đạo Nguyên này là một cái vị sáng lập, tổ sư thác sáng lập ra, thành ngài rất là nổi tiếng. Okay, so far so good. And Master Dogen then we wrote a book. Oh, 谢谢你. Okay, 谢谢, 阿弥陀佛. 请坐, 静静, 好不好? 谢谢. The guy, ngài Đạo Nguyên này, ngài mới thường nói pháp. So he would lecture to his Zen pupils, and he would quote what his master taught him. Ngài mới kể lại những cái chuyện đời xưa mà sư phụ của ngài người Trung Hoa đó dạy ngài gì. So this is one of the things he says that his master taught him. Đây là một cái tấm 382 này là cái kể lại cái những cái lời dạy của cái ngài thiền sư Tào Động của người Tào đó, là Như Tịnh đó, dạy ngài. He says, when do not use foul language to chastise and belittle monks. Nói là quý vị không nên dùng những cái ngôn ngữ mà thô tục mà để mà mắng nhiếc hoặc là làm khinh thường những cái người tu hành. Okay, vị tu sĩ.
Even if it is an evil and incompetent person, do not scorn or vilify him without consideration. Ngay nếu như cái người đó là một cái người rất là ác, rất là vô tài, nhưng đều không nên khinh thường hoặc là bêu xấu người ta. Okay? In the first place, no matter how bad they are, they may be, the Sangha must be trusted and honored. Trước hết, ông phải nhớ rằng, dù họ có xấu đến chừng nào đi nữa, cái tăng đoàn đó, tức là bốn người tăng trở lên đó, phải nên biết được tôn trọng và tôn sùng họ. Okay? No matter how bad it is, the Sangha is, you have to honor and trust them. Okay. Even if an abbot or an elder, even if a teacher or wise man, ngay cái người phương trượng, ngay cái vị trưởng lão, ngay cái vị thầy hoặc là một cái vị có trí huệ, when the disciples are out of line, khi mà đệ tử nó không nghe lời, okay, you should teach and guide them with a kind and compassionate heart. Thì ông nên dạy và hướng dẫn cho họ với một cái tâm từ bi. Okay? At such time, if you strike those who need to be struck, if chastise those who need chastisement, should not allow feelings of deprivation or vilification to arise. Lúc cần thiết mà phải đánh họ hoặc là mắng nhiếc họ, thì không thể nào để những cái cảm giác, những cái tư tưởng bị khinh bỉ hoặc là bị bêu xấu mà nó khơi dậy trong người học trò của mình. So far so good. Hay được không? Does it make sense to you? Nghe có lý không? Hmm? You agree? We all agree, right? Why? What's so funny? We all agree. Yes? Okay. And now I am on slide 383. When the Master Ru Jing, khi mà vị sư phụ ông này, ngài Như Tịnh đó, he would use his slipper to hit his pupils and chastise them. Ngay cái ngài Như Tịnh sư phụ ông ấy cũng dùng cái dép của người xuất gia đó, he dép, he used the Sangha sandals to hit his pupil. Nevertheless, the community of monks were glad to be beaten and praised him. Nhưng mặc dù như vậy, những cái người tăng đó đều thích được bị đánh và khen thầy mình. At one time, Master Ru Jing says, một lúc đó, ngài Như Tịnh nói rằng, I am already advanced in age. Thầy đã già rồi. Okay, meaning he's close to 60, nghĩa là gần 60 tuổi rồi, già rồi. By now, I should take leave and live in a hermitage to take care of my old age. Đáng lý bây giờ là thầy phải nghỉ và để mà thầy lo dưỡng cái thân già này. Nevertheless, as a teacher of this community, in order to shatter delusions in each of you, nhưng vì tôi là vị thầy của cái trường này và vì muốn giúp quý vị đánh tan những cái vô minh của mỗi người quý vị và truyền cái pháp and transmit the way I am acting as an abbot, vậy tôi mới làm phương trưởng. Therefore, sometimes I bring forth the worst chastisement and beat you with a stick. Thành lâu lâu tôi phải mắng nhiếc quý vị và dùng cái cây gậy để mà đánh quý vị. Okay. For this, I gave great trepidation. Vì thế, vì cái chuyện này, thành tôi rất lo sợ. Nevertheless, it is a way to uphold the standard of Buddhist teaching. Nhưng cái này cần thiết để mà dạy những cái lời của Phật dạy. Oh brothers, please extend your compassion to forgive me. Và yêu cầu quý vị từ bi và tha thứ cho tôi. And all the monks wept. Và tất cả những người tu sĩ đều khóc ròng. Okay? This is how
This Chinese teacher taught his pupils. Đây là cái vị một cái vị tổ sư dạy học trò như vậy. I'm now on slide 384. Thầy bật tới tấm 384. Can you see or it's hopeless? Huh? Không ai thấy được gì hết. Let me read it for you. It is with such a mind one should handle the sangha. Muốn điều khiển, điều hành cái tăng đoàn thì phải làm như vậy. It is wrong to govern arbitrarily just because one is an abbot elder and think of them as your own possessions and abuse them. Quý vị sai lầm nếu như tùy hỷ muốn làm gì làm vì mình là phương trưởng, một trưởng lão, và nghĩ rằng họ là cái lệ thuộc vào vị và có thể hành hạ ngược đãi họ. Okay, it is wrong to think of them as your possession, as if they're slaves, if you will, and abuse them. Thành không nên nghĩ họ là nô lệ cho mình và ngược đãi họ. Make sure you translate into Chinese for. Yeah. Meaning that you should not, huh? His pupils, his monks and his community, the people who live in his community, do not think of them as their slaves and mistreat them or abuse them. That's terrible. Okay? Needless to say, it is wrong to point out others' shortcomings and blame them for their faults when you are such man yourself. Nhất là quý vị không thể nào nêu ra cái lỗi lầm người khác và trách móc họ trong lúc quý vị có những cái lỗi như vậy luôn nữa. Especially when you have the same faults. Okay? Nếu mình có những cái lỗi như vậy thì mình không có quyền nêu cái lỗi người khác. In other words, if you have such shortcomings, don't point it out in others. Okay? You should watch out very carefully. When you see another's error, you think is wrong, compassionately wish to guide them, should employ tact to avoid angering him. Nhất là quý vị phải ý cái chuyện này. Khi mà thấy được cái lỗi người khác, nghĩ là thật sự là wrong, thật sự là sai lầm, thì nên có cái tâm từ bi và hướng dẫn cho họ. Thì nên dùng cái sự khéo léo để mà tránh làm người ta nổi giận. And should contrive to appear to be talking about something else. Và nên cố gắng làm như mình đang nói cái chuyện lỗi người khác. Talking about someone else's fault. Okay? This is how the Chinese train, okay, in a Tao Dung sect, Chan sect, train the pupils. Đây là cái nhóm Tao Dung, cái phái Tao Dung dạy, vị tổ sư dạy học trò như vậy đó. And that is what Master Dogen, the Japanese Zen master, also believed in the same way. Ngài Đào Nguyên cũng nghĩ như vậy. Okay. Any problems, any questions? Có ai thắc mắc? Có muốn phê bình gì không? Hả? Kim Điền có muốn phê bình gì không? Dạy đúng không? You agree? Đồng ý không? Bà đa nghi dễ sợ. Thầy mà hỏi là bà không trả lời. So I asked Kim Dien, who is my official transcriber, I asked, you agree with that in Vietnamese? And she said, let me think. So she's one of these, what you might call the skeptics. If the master asks her, he doesn't trust his words. Ông thầy mà hỏi thì bà không tin. Anyone else? John? No? No comments? Okay. Please, anyone has any comment? Okay, có ai có muốn nói gì không cho thầy vui một tí? Please. What do you think? Quý vị nghĩ sao? Basically, let me summarize for you. Để thầy nhắc lại quý vị, nói tóm lại quý vị nghe. When these teachers, these Chan teachers say that when you teach people, you should avoid angering them. Thì những cái vị thầy này, ta nói là đại khái nói như vậy nè. Quý vị mà dạy học trò đó, thì không nên hàm làm tụi nó giận. Phải nên dùng cái lời khéo léo để khuyến khích tụi nó. Okay.
And they use the skill, the tactfulness to avoid angering them. Okay? Agree? Shana? Avoid angering them. And make them feel bad about themselves. Mình không không thể nào làm cái gì để một trò nó tủi thân. Right? No? John disagrees. Are you shaking your head or are you nodding your head? You cannot do it both at the same time. It's confusing. Yes? Do what? Suppose you have employees. You have students. You're teaching someone. And the patriarch says, you cannot anger them. You should use language so that you don't anger them. You don't make them feel ashamed of themselves. Bad? I have a question. Yes? Yes. People who are angry no matter what you do. Câu hỏi là, câu nói là, cái người khi mà có cái nổi nóng là tự động họ nóng, mình làm gì họ cũng nổi nóng hết. Yes. Yes. Mm. No matter what you do, they get angry. Yes. Yes. You can't teach them. Nhưng mà dạy thì không được. If they get angry no matter what you do, you can't teach them. Yes? Yes, John. Any comment? A good knowing advisor does what's necessary for the students. Nói là một cái vị thiền tri thức làm bất cứ gì cần thiết để mà dạy học trò. Agree or disagree? Đồng ý là không? Hả? Kim Điền. Now Kim Ninh now is moving her head, it's nodding, it's so subtle. Cái bà Kim Ninh mà ghê thiệt á. Bà gật đầu, bà chỉ gật gọi là một cái sợi lông thôi. Chứ không gật gù. See, this Kim Ninh is very interesting. When she agrees with you, she nods about the length of a width of a hair. Phải quan sát kỹ lắm ạ. You have to have, you have to pay attention closely, otherwise you cannot tell what, the way she lacked it. When she disagrees, she goes like this very clear, but when she agrees, sometimes she only moves her eyebrows. Nhưng khi bà chỉ đồng ý là bà chỉ nhích cái lông tí xíu thôi. Đồng ý không? Cái gì đồng ý không? Đồng ý không? Hả? Thiệt như thức. What do you think? Did she agree or not? I'm not sure. I agree with John. Okay, now that John said it, I feel safe and I must say I agree with John's point. Bây giờ cái ông nói là ông lỡ lời rồi, thầy phải ủng hộ cho ông. I need to support John, otherwise he feels lonely. John has been gone for, he wasn't here last week, so we should make him feel welcome here today. Nếu không là học trò nổi dần, sao dạy học trò được? I'm asking you. If you don't make the student angry, how are you going to teach him? How are you going to teach him? Nóng giận sao mình dạy nó về cái giận được? Hmm? Okay, it's on strike. Yeah, never mind. Huh? Please tell me. If you are afraid to offend people, okay, aren't you handicapping yourself? Nếu mình sợ người ta nổi giận, thì không phải là mình tự chặn mình lại. This is not chan. This is not a chan spirit. Cái này không phải là cái tinh thần của cái thiền. You cannot be teacher and
bind your hands behind your back and say, I will not strike you. I will not offend you. I will be tactful to you. Mình không thể làm người thầy mà tự cột tay sau lưng mà nói, tôi không dùng cái lời cộc cằn, tôi không dùng, tôi sẽ không làm quý vị buồn lòng, phật lòng đâu. Okay? This teacher is still attached. Cái người thầy này như vậy là cái người vẫn còn chấp trước quá nhiều. Agree or disagree? If I hear such teachers, I run away from teacher right away. I say, no, I don't want to learn from these types of teachers. Okay. Cái người thầy như vậy, thầy không học đâu. Thầy sẽ bỏ chạy. Okay. In fact, in my lineage, nhất là trong cái dòng của thầy đó, cái dòng của Lâm Tế đó, in my Vietnamese lineage, the founder became enlightened by being beaten. Cái vị mà ngài Lâm Tế đó, ngài sơ tổ Lâm Tế đó là được giác ngộ vì bị đánh mới giác ngộ. He became enlightened because his teacher struck him. And then, when he started, he founded his Linji school, the Rinzai school in Japanese. And sau khi mà thành lập cái môn phái Lâm Tế, một trong năm tông phái của Thiền tông đó, when he founded the Linji school, which is one of the five Chan schools in Chinese Chan school, okay, he's known to chastise people and scold people severely. Thì ngài nổi tiếng á, là chuyên môn mắng nhiếc học trò, la hét mắng nhiếc học trò. He would scold and yell at his pupils. That's what he's known for. Okay? You could say, quý vị có thể nói rằng, if you follow Master Ru Jing, the Chinese 13th patriarch of the Sao Tung Chinese school, nếu quý vị theo cái chủ trương của ngài Như Tịnh, của cái phái Tào Động đó, and you only use tact, and you make sure you don't offend people, make sure they love you for your teaching. Nếu như quý vị theo như ngài đó mà dạy, mà tránh làm người ta giận, tránh làm học trò giận, mà dạy cách khéo léo để người ta thương mình đó, okay? Then isn't he attached to the mark of well-received Dharma? Thì cũng phải như vậy, là ngài đang kẹt vào, chấp trước vào cái tướng của một cái pháp để người ta thích thú. Right? Agree, disagree? Cái người này vẫn chưa dạy cái pháp vô tướng của Phật. This particular Chan teacher is still not quite understand the markless teaching of the Buddha. Cái vị thiền sư này vẫn chưa thông đạt được cái pháp vô tướng của Như Lai đã dạy. Why? Because he's attached to the mark of tact. Tại vì vẫn còn chấp vào cái khéo léo của cái lời dạy. Agree, disagree? It's not markless teaching at all. Cái này cái pháp vẫn còn chấp tướng như thường. Alright? What about Master Linji, who's known to use harsh and brutality to teach his pupils? Ngược lại, cái vị nghĩ chắc quay, cái ngài Lâm Tế, vị sơ tổ Lâm Tế, ngài Lâm Tế đó,
mà ngài là chuyên môn là nổi tiếng là chuyên môn mắng nhiếc đánh đập học trò thì ra sao? What about him? Quý vị nghĩ sao? Is he markless or that has mark? Cái này cái pháp chấp tướng là pháp vô tướng. Everyone so quiet. Ai cũng im lặng hết. Okay. Everyone is trying to be tactful. Ai cũng đang sợ mít là mà phật lòng của thầy. Yes, John. Say something tactful. Master is wise. Very good. Yes. What do you think? Is the desire to teach, is that an attachment to mark, the mark of wanting to teach your students? Because it seems like the Master Ling Chi will do what is necessary for his students. But when you say he's very brutal, but you haven't said the other side, when he needs to be tactful and kind, he does that too. So what's your point? Is he attached to being brutal and being... No, he's not attached to being... He's not? What makes you say he's not? Because you didn't say the other side. When he needs to be kind, he shows kindness. That hasn't been said. No, he's not kind. He's very brutal. He's known to be very brutal. He's rarely kind and compassionate. But it's not never. It's rarely. So, but the point is that it's the other extreme from being tactful and kind, compassionate towards teaching. Now he went to the other extreme where he's very brutal and very, very, tactless. Isn't that just another attachment to Marx? Cái thầy hỏi nó quan trọng, cái việc nhớ nghĩ coi, một cái ngày nó như tình đó, là dùng những cái lời ngọt ngào, nhẹ nhàng, từ bi để dạy học trò. Nó không được dùng những cái lời quá nặng nề. Còn đó là một cái loại chấp tướng. Okay. Chấp cái lời ngọt ngào, chấp vào cái lời nhẹ nhàng, khéo léo. Đó. Còn ngược lại cái ngài Lâm Tế là chuyên môn nổi tiếng, là chuyên mắng nhiếc, đánh đập học trò. Thì có cái này là một cái cực đoan khác. Có đó gọi là chấp tướng hay không? Yes. It is an attachment to Mark, isn't it? Cái đó vẫn chấp tướng phải không? Đúng không? Kim Điền said, she's so sure now. She's so sure. Trật lất. It's markless. It's markless. Because cái này là cái pháp vô tướng. Tại sao như vậy? Here's why. Thầy giảng cái vị nghe này. Hai cái nó có vẻ là tương phản nhau. Thực ra nó không phải tương phản nhau. On the surface, it appears as if they are just two extremes, right? Extreme tact and extreme brutality. Một bên á, cái cực đoan nó là mình khéo léo, mình ngọt ngào, mình khôn ngoan. Okay, là một cái loại chấp trước. Ngược lại bên này là hoàn toàn vũ phu, hoàn toàn cực, hoàn toàn thô bạo. Là một cái loại cái chấp tướng khác, đúng không? Thiệt ra nó không phải chấp tướng. Let me tell you. If you are attached to tact and kind words, it is an attachment. Tại vì nếu quý vị mà chấp vào cái lời ngọt ngào, nhẹ nhàng, khéo léo, thì quý vị đang chấp trước. Agree or disagree? We agree on that, right? It's clear. Rõ ràng là nếu như mình khéo léo chấp trước, why is that? Because you want to stir up good feelings from your students. Tại vì quý vị dùng cái lời ngọt ngào, nhẹ nhàng á, mà dạy học trò, thì quý vị cố ý muốn khơi dậy cái tư tưởng thích thú và sung sướng trong người học trò. Okay? It binds them. Làm như vậy là cột nó vào cái cảm giác sung sướng thích thú ông thầy. It binds them to attaching to their teachers. Agree? Is it clear? We all agree on that, right? It's an attachment. It's not a good way to teach students. Như vậy mình dạy, mình đứng cột học trò mình vào cái tình cảm.
You're attaching your pupils to the emotion. It is perfectly good thing to do to your employees. When you have employees, yes, it makes sense to be tactful, it makes sense to be nice to them because they are more productive at work if you are tactful and you're nice to them. Nếu như quý vị có nhân viên thì dùng những cái lời ngọt ngào khéo léo mà dạy mà khuyến khích họ thì họ sẽ làm việc đắc lực cho mình hơn, chuyện nên làm. Okay? Because you want to attach them to the work and the office and you. You want them to produce for you willingly. Right? Mình muốn nhân viên của mình thích mình, tôn trọng mình để họ làm việc đắc lực hơn cho mình. Okay? It's a good thing to do. Okay? However, if you're a teacher and your objective is to get your pupils to like you, then you're not, it's not the best way to train your students. Ngược lại, nếu quý vị một người thầy á, mà cố ý dùng những cái lời ngọt ngào nhẹ nhàng để mực dạy học trò mình á, là quý vị đang làm nó kẹt. You are making them attached to the kind words and adoration for you. Quý vị đang khiến học trò quý vị chấp trước vào cái lời nhẹ nhàng ngọt ngào. Agree? You are creating attachment in your students. Quý vị đang tạo cái chấp trước. That's not chan. Cái đó không phải là cái tinh thần của thiền tông. Okay. On the other hand, ngược lại, Master Lin Chi, ngược lại cái ngài tâm lâm tế là chuyên môn dùng cái lời thô bạo. When he used harsh words and brutality, okay, does that create attachment? Làm như vậy có tạo cái chấp trước hay là không? John, yes? thầy hỏi rõ ràng cái vị. I'm gonna go around the room now. Okay, bây giờ thầy muốn đi xung quanh cái vòng ngày hôm nay, hỏi cái vị rõ ràng cái người. Okay, là nếu như cái vị nghĩ rằng cái vị ngài lâm tế đó mà dùng những cái lời thô cộc, những cái cử chỉ hung bạo để dạy học trò mình á, cái đó có tạo chấp trước hay là không? Suy nghĩ cho kỹ nha, xong thầy hỏi từng người anh chưa? I'm gonna ask each and every one of you. Okay, you cannot run away now. Okay, John, for your reference point, ngày hôm nay thầy hỏi cho mỗi người cho rõ ràng. Ngày ông John đó, ngồi sau đó ông nói là you said yes, right? Ông John nói là tạo cái chấp trước. Okay, going to the front, crave it. Sao? Anh Tràng, tạo là không tạo? He says no. What's your name? Oh yeah, you. Cái ông này. Yes or no? Huh? Duh. You did yes or no. It's no duh. Okay. Hoặc là có hay không cũng thể nào nào có được. Yes or no? Yes, I know. That doesn't count. Mà đang giang, nhỏ đang giang vậy sao? Mà nó vừa có vừa không. No. Yes. No. She says no. Yes. She says yes and no. She changes her mind every 5 minutes. Bác Thái Nguyên đổi ý. Có rồi xong rồi không. Rồi xong rồi có rồi không. Không có. Okay. Bác Thái Nguyên là không. Yes, Shana. Yes or no? It has to be yes or no. You cannot be neutral. Because I don't know him, the teacher. Okay, so you don't know. Okay. Roberta. What are you saying? If the teacher uses harsh words and brutality, beats up on the student, does that create attachments? Does it create attachments? Yes or no? No. Okay. The Chinese people. Cái nhóm người Tàu. No. Routine.
你想什么？我说，老师，我说，如果说，这样子的时候，我觉得讨厌，我不想亲近他。Oh my god. I'm giving up. Oh, I'm having a headache. Nó nhức đầu quá. Bà nói rõ lời như vậy. Bà nói, you know what she says? She says, if you use harsh and foul language to me and you beat me, okay, then I be very upset. I'm not, I don't want to cultivate anymore. Nhưng bà trả lời, bà nói là nếu như thầy dùng lời thô cọc mà đánh đập tôi là tôi chán đời, tôi sẽ không muốn tu nữa. So, thế như vậy là, so is it yes or no? Come on, come on, come on. Yes? Yes? Chú chúa. The Chinese are confused. Nguyên nhóm đỏ nó không hiểu yet. The Chinese are lost. Okay. Sao? Sao bác nghĩ sao? Có chấp trước là không tạo, chấp trước là không tạo, chấp trước. Nếu đánh đập nhưng mừng mắng như. Không có tạo. She says no. Quả ngân. Nhưng này có tạo chấp trước là không? Kim Điền có là không? Yes, no. Ok. I, you know, if she weren't transcribing for me, I sack her. Nếu mà mấy không không có chép giùm thầy, chắc thầy đuổi. Okay. Okay, Janice, yes or no? It depends. She's right. It depends. If this person is a masochist, cái người mà thích bị đánh đó, sẽ chấp trước đó. Right? Translate for her. Masochist, the one who likes pain and suffering would be attached to it. Right? Clearly, right? Right? You meet some people like that, right? I met quite a few people like that. Yes. Yeah. Người mà thích bị đánh đập á, sẽ chấp trước vào nó, đúng không? Thì nó tùy. Okay? Given we agree that, so it's not yes or no, that's nonsense. Assuming, okay, I'm assuming that this person is a normal person, like Shana. Hàng như cái người này, người bình thường, như cái cô đại hàng này đó. Does that create an attachment? Có tạo chấp trước là không? I'm assuming a normal person, như một người bình thường thôi. Thầy hỏi cái vị, xin hỏi cái vị, có tạo chấp trước là không? Nếu mà mắng nhiếc đánh đập người ta. I'm asking you now, clearly, if you're a normal person, okay, does harsh language and the stick, does that create attachment? Does it or doesn't it? Tạo là không, Kim Điền. Người thông thường. Người bình thường. Có tạo không? Đánh người ta. Thì cái người mà không thích đau đớn. Không mê cái sự đau đớn. Chỉ cần biết là không mê đau đớn à. Just shut up. I know. Okay. Let me quick show the hand. Ai nghĩ cái người thông thường á là có tạo chấp trước? Anyone says create attachment? Raise your hand. If you scolded, if you are yelled at, okay, or you beaten, does it create attachments? It depends. No, it doesn't. It doesn't at all. Không có tạo chấp trước.
The two extremes. This extreme here, scolding and beating, will not create attachment. Cái người thầy mà dùng lời lời thô, thô, bạo, mà đánh người ta, hành hạ người ta, cái người đó không tạo cái chấp trước nào trò. Think about it. Không tạo chấp trước. Why is that? Tại sao không tạo chấp trước? What proof do I have? Rú chinh, thùng nhi bù thùng nhi. Bù hê yếu chư chúa. Vì sao? 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 Vì 还有什么执着？没有执着。没有执着啊！我不想要清净，不想要修行啊！我，对不对？没有执着，不希望你，对不对？ She says in Chinese, he says it's no attachment because the person said, you upset me. I'm not cultivating with you anymore. What attachment is there? Cái người mà người ta nói là nếu như mà thầy mà mắng nhiếc, đánh đập tôi như vậy, tôi không thích thầy nữa, tôi không với thầy nữa. Chấp trước gì đó. Right? No attachment. No attachment. I'm not, the teacher is not creating any new attachment. Cái người thầy không có tạo thêm cái chấp trước nào mới hết á, đúng không? You agree? My point here to the Chinese people. That the teacher is not creating any new attachments. Any new attachments. You see that? Whereas the soft and kind words creates new attachments. Every time you have to find better words and kinder words. Quý vị thấy ngược lại cái lời mà cái lời ngọt ngào nhẹ nhàng là mỗi lần phải làm người ngọt ngào nhẹ nhàng khác hoặc hơn nữa nó mới thương, nó mới thích mình tiếp. Nó đòi chấp trước thêm, nó tạo thêm chấp trước khác. Còn cái người mà cộc cằn, thô bạo, hung tợn đó không tạo cái gì mới hết á. No new attachments. Thống nhất với thống nhất à? Hả? Routine, 同意不同意? 没有新的执着，是我的主张，没有新的执着，对不对？ You see that? Alright? The second reason, 可以要听你呢, okay? Has to do with the teacher's skills. Cái phần thứ nhì mà cái dùng cái lời mà thô bạo nó đó. Nó liên quan tới cái trí huệ của người thầy. Okay? I will tell you at the course level, cái trình độ thô đó, okay? Then it causes affliction in the people. The people says, I don't like you because you mean to me. I'm not cultivating with you anymore. Cái người học trò đó, nó nổi giận, nó nói, thầy ác quá đi, thầy tàn nhẫn quá đi, thầy bất công quá đi, con muốn tu với thầy nữa. Okay? Yes? Mà ở nhà quê đi học á, rõ ra có tiền đó, không có tiền mua cái chiếc giày nữa. Mà đi vô trường đó, mà hãy nói một tiếng Việt đó, là một cách. Một cách rồi đó lớn lắm á thầy. Nó đâu dám nói đâu. Mà dám nói cái quả gì không, không biết cái gì hết. Mà
Đúng, cái đó là cái trí huệ, cái văn hóa Á Đông đó. Ông thầy phải nghiêm, phải khó, học trò mới nên người được. She says when she was younger, her teacher is very harsh and severe with her, and that's how she learned a lot. And she says in the Asian culture, they believe that the teacher has to be very strict because then the students will become better. It's a Chinese wisdom. Actually, is based on the harshness of the teacher. Okay. Cái đó, cái nghiêm khắc đó là cái cách một của cái cách dạy mà nó từ xuất gốc từ cái hung bạo của bên dòng Lâm Tế đó. Dạ. Học Lâm Tế. Sao vậy? Từ mẫu xuất bảy y là gì ha? Là khi mà nó phá cách nó hư á. Còn mà diêm phụ xuất háo tử. Mấy người hồi xưa ông bà còn khó lắm, con cái. Cái này là câu người Hoa, người Việt Nam. She says it's a Chinese saying. She says there is a saying, and I asked, is it Chinese or Vietnamese? She says it's Chinese. Okay, we borrow from a Chinese. He says that the kind mother produces a rotten child, a spoiled kid. Cái người mẹ mà hiền là tạo đứa con nó hư. Whereas the harsh father produces a good son. Còn cái người cha mà nghiêm khắc á, tạo được người con trai nó tốt, nó hiếu. Yeah. Okay. So that is why men are superior to women. Yes. 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 Because I think some of the parents in Korea, they're harsh. Yes. Because they're angry themselves. Yes. And they produce very, very monsters. Right. Right. These children are angry. Right. So if you are brutal without any emotion attached to yourself as a teacher or parents, it's okay. But I think it's very tricky because sometimes you just don't have emotion. Right. That's a very good point. And I call it an article. Cái người thầy mà hung tợn mà dữ dằn đó nhiều khi không dạy được, tại vì nó dạy trong phiền não, đâu có dạy được. When you afflict it, you cannot teach. I assure you, the master Lin Ji, when he taught his pupil, he's not afflicted at all. Thầy cam đoan quý vị, ngài Lâm Tế đó, khi mà ngài nổi giận, when my master Lin Ji yelled at his student, when he beat them up, khi mà ngài mắng nhiếc học trò, ngài đánh đập đệ tử đó, ngài hoàn toàn không có phiền não gì đó. He's not afflicted at all. He's not angry at all. He's not brute. He's not out for revenge at all. He's absolutely clear-headed. Cái ngài đó, cái tâm ngài đó, rất là rõ ràng. Okay. Okay. So cái khác biệt nó lớn lao dễ sợ lắm. Tại vì cái lý do như vậy nè. Người thầy mà làm học trò nó phiền não thì người thầy mới giúp học trò gạt cái phiền não nó được. You see, Master Lin Ji approaches that he afflicts his students and then teaches his students how to get rid of his afflictions. Người thầy đó phải làm cho học trò phiền não, xong rồi nói là con thấy không, con phiền não có sướng gì không, để thầy dạy con cách để mà trừ cái phiền não của con. Okay? It's two entirely opposite approaches. Hai cái cách dạy nó hoàn toàn nó khác, nó tương phản lại với nhau.
Một bên nó tạo phiền não, nó tạo chấp trước. One side on the kind words and the gentle words, it creates attachments, it creates afflictions. Cái lời mà ngọt ngào, nhẹ nhàng đó, nó tạo phiền não, tạo chấp trước. Whereas the harsh words and the brutality reduces afflictions and gets rid of affliction. Ngược lại, cái lời hung tợn, dữ dằn đó, hành động dữ dằn đó, nó bớt cái phiền não và nó diệt cái phiền não. Okay? And another aspect of it, một cái khác nữa rất là hay mà quý vị không biết. Okay? Là khi mà cái hung tợn đó, khi dữ tợn đó, nó có thể giúp quý vị giác ngộ được. When you're treated harshly and brutally, okay, you can become enlightened. Khi quý vị bị đánh đập, bị mắng giết như vậy đó, là quý vị có thể giác ngộ được. Ngay lúc đó, you can become instantaneously enlightened. Quý vị nghe rõ không? Did the Chinese hear me clearly? Okay? Nì bê ma đà sư hô, nì khở yì mà sang chiêu chuyển vụ lần. Tính có tổng mà? Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Because it happened to Master Lin Chi. Tại nó xảy ra với Ngài Lâm Tế thì Ngài mới hiểu được cái phương pháp để mà dùng những cái lời cộc cằn và hung tợn đó để giúp người ta giác ngộ. Cái người thầy là cái người đã từng qua cái khoảng đã đi qua con đường đó rồi, chứ không phải ngồi tưởng tượng đâu. This particular teacher, Master Lin Chi, went through that path already, so he knows what it takes, what happens when you yell that at the proper time, the proper way. Then you become instantaneously enlightened. He knows. So that's what happened to him. Thấy tuyệt vời không? Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Let me elaborate in another way for you. Nói cách khác cho quý vị nghe. Okay? Để giảng quý vị hiểu tí xíu hơn mà tại sao quý vị có thể giác ngộ được. Now you this to help you understand why, how you can become enlightened. Okay? And khi mà cái người thầy đó mà dùng lời ngọt ngào vỗ về quý vị là cái ngã quý vị nó lớn ra. Okay? When the teacher uses kind and pleasant words, your ego grows bigger. See how important I am. My master likes me. My master likes me. Thầy tôi thích tôi. Right? Thằng ngã mình càng ngày nó, các bạn ngã nó càng ngày nó càng to ra. Đúng không? Nó vùng lên. The ego says, ha, see how wonderful I am. Even my teacher likes me. Thầy mà cũng thích mình luôn nữa. Right? Whereas when you yell that, ngược lại khi người ta mắng mình, ta chửi mình, ta đánh mình, that's what happens. Something wrong with me. Okay? Mình có gì sai không? Thầy mới mắng, mới nhiếc chứ. Right? We do see ego, ngã nó bớt đi. Đúng không? Hiểu chưa? Nghe rõ không? Cái người thiện tri thức á, là cái người mà phải mắng giết đánh đập quý vị. Hiểu chưa? Chứ đâu phải mà thiện tri thức nó ông thầy cho ông thầy giảng pháp hay quá. Ông thầy nói tôi nghe tôi thích dễ sợ. Là chết. Mà thầy là càng ngày càng kẹt vào cái đó. Chào bác.
nhưng mà mỗi một tình cuối tình thì ngài thường cũng đi vừa học vừa đi làm, người ta cuối tình khi bạn bè gửi nhau thì con xin em cho hai ba giờ cô con cũng được đi. Tình nào cuối tình mình cũng ngồi đó mình trông nó về mà ngồi cái nửa đêm nửa khi mình trông cửa mở cửa cho nó vô. Cứ như vậy mà khuyên hoài không có nghe. Một ngào dỗ hoài nói đại hoài không nghe, mình sợ nó đi lại thành bạn bè nên cứ nó hư mình không hay. Mình nghe ngoài cái đồ thanh niên nó hư dữ lắm, mình sợ nó chết mà nó nói vợ không nghe. Nó má mình tin con đi, con không có như vậy đâu, tin con mà má mình tin bạn con. Nói hoài mà nó không có nghe, nói một ngày con chết chịu không nổi không nổi thì cũng chuẩn bị một cái voi để nhà bên cạnh mình. Cửa trước tôi khóa lại cửa, thường thường nó chung vô cái cửa hàng gà, cái cửa xe ga chung vô lắm đi như vậy sao? Nó cũng sợ ba nữa lắm. Nó không sợ tôi, nó sợ ba. Ông thì ông nó giữ nổi. Ông đỡ vào mà con đi ngủ. Còn mình phải trông cửa cho nó vô. Cái tôi khóa để tụi nó vô. Đến nay nó má mà mở cửa cho con vô đi. Thế nó má mình mở cửa cho mẹ vô rồi còn thay. Giờ con cũng thích quá thì quá mở cửa lấy con hút hút ra mà. Thì con nó đẩy hai khúc. Cái tôi mới nói. Để làm gì là má mình chứ. Má mình không có đánh mẹ đâu mà má mình đánh mẹ má khổ tâm lắm rồi chứ. Nhưng đi như vậy quả, mình biết rằng một ngày tôi làm mai tháng tôi mang cái nửa đêm nửa khi mình ta phải đợi mình nửa đêm nửa khi ta mở cũng chụp vô. Thì có ảnh hưởng sức khỏe của má mình chưa? Thế nó thì má mình cứ dặn nó cứ nhút nhút mình thôi. Thôi má mình nó dặn ok ok má mình nó làm thì nó bác thì cho bác nhỏ con. Ok từ là con hứa con không đi nữa. Ok con hứa con hứa. Cái bác trực tự nó trở lời là từ nó bất lợi. Trước 12 giờ phải về, tôi nói trước 12 giờ phải về. Cái tình tự nó bất lợi tham gia mình. Nó không đánh như vậy, nó không có biết sợ, nó không có biết nó đúng không. She says she recounted a story. Okay, and I think the Chinese will enjoy this. Cái người Hoa mới thích những cái chuyện như vậy. She says that she has a son who's go to school and then would work, and then at times he would go out with his friends and stay out late at night, beyond midnight and even later. And you talk to him, he says, "Oh, don't worry, mom. Don't worry, dad. I'm fine. You know, my friends can't corrupt me. I'm perfectly in control." She said, her reply is that, "Yeah, I trust you. I think you're okay, but I don't trust your friends." But he wouldn't listen. He said, "Don't worry. I still goes out and plays with his friends. Vẫn đi chơi như thường." And then one night, and usually her husband couldn't wait up for stay up that late. So he went to bed, but she would stay up and she saw, and she would then one day lock up the door, the back door where he usually sneaks in. And she locks the door, and so the guy can open the door. His son can open the door. So he says, mom, it's me. Open the door. Let me in." So he said, "Oh, okay, I let you in." And then she also happened to have a stick. This stick. Okay, this stick. And as soon as he came in, she grabbed the stick and hit him across his face and broke the stick in half. Okay, I think it's a guy that kind of have a broken nose right here. If you see the guy coming to the temple with a broken nose, I think that's him. Nó thêm nữa, nó thêm tí, cái nào gọi là phải kể thêm cho nó thêm mắm thêm muối tí. So I said, and she said, she complained. She says, "It's not true, master. My son doesn't have a broken nose." He says, "You added. You're too liberal." I said, "It's a Hollywood part, a Hollywood story." And it frightened him so much that he says, "Okay, I'm, you know," and he stopped coming home that late. Okay. So the point here is that, the point here I repeat to you because it's not the first time he recounted the story, is very relevant. You know why? Cái chuyện nó rất có lý, biết tại sao không? Cái sợ đó, nó giảm quý vị xả ngay lập tức.
Fear allows you to drop your attachment right away. Nó sợ, thành ra nó không dám, nó không thèm đi chơi nữa. Cái chuyện mà the point here, the boy was so frightened of his mother's anger that he dropped his desire to go out to his friends immediately. Fear allows you to detach instantaneously. Does it make sense? Yeah, wait until you the bricks a stick on your face and you agree immediately. Fear has a way to help of helping people drop their attachments very quickly. No, no. It's a quick drop. It's like out of fear, they drop it. They say, ah, it's not worth it anymore because the pain is too much. The pain here, the corporate pain, the body pain is too much. It's not worth it, the fun of holding on to this. You drop it. That's why it works very well. That's the secret of our teaching. Cái giày nó, cái khe leo của ông thầy vậy đó, đó. Làm cho nó sợ, để cho nó bỏ, nó xả ngay lập tức. Nó có sợ nó mới ngừng. People usually don't stop until they feel threatened, until there's fear in them. Yes. 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 That's why in this state, and please don't sue me, in this state, okay? There's some state, like in this California, where they don't allow you to hit your kids. I think it's wrong. I think it's wrong. Coming from a teacher who loves violence. Thành thầy nói cái sờ đó nó làm người ta xả ngay lập tức. Mà thầy nói chàng cái có nhiều tiểu bang như tiểu bang California này đó, đó cái luật pháp đó không cho phép cha mẹ đánh con cái. Thầy nói đối với thầy, quan niệm một người thầy mà dạy học trò đủ tất cả phương tiện gồm cả luôn đánh nó đó, thì như vậy là sai. Cái giáo dục người nó sai. Ok. Yes. You don't agree? Okay. I want to make a comment because in Asian culture, yes, a lot of parents think they do the right thing. Mm-hmm. And then they scold them, they beat the children, whatever. But I think the more main problem is the parents are overly protective. They don't let the children go and explore. You know, like, you know, they're already 25, 30 years old, they still live in the household. Mm-hmm. So the parents are actually, you know, they don't realize it, but they are attached to protect the child. They don't let them leave. And then they have their own role, they believe it's right for them. Mm-hmm. So, you know, sometimes you have to go home yourself and, you know, make mistakes to learn the lessons. Okay, and I agree. Yeah, and then the thing is, Asian parents wouldn't let them do that until right, they married. Right. So what happens is the 50, 60 years old grandmother, grandfather, they act like grandson. Yes. Their own parents. Yeah. Because they still ask for money from their own parents. Yeah. Yeah. They never learn. They never grow up. Okay. They're still dependent on their parents. So if you beat out of no emotions and attachment, it's a really good way to teach. Even sometimes it's okay to beat them when you're angry. When you're angry. It feels good. Why? Because it feels good. That's why I get in trouble. John says, "Ooh, I'm not touching this." Okay. I tell you that because I will relate to you this story. Thầy kể chuyện cái gì như vậy là tại vì thầy kể chuyện sự thật. This is a true story that happened. Cái chuyện có thật nha. Okay. We used to have a boy in the temple. Trước có đứa con nít trong chùa. Okay. He would throw a tantrum. Nó làm lũng với mẹ nó. He throw a tantrum and he would scream and yell and would not listen to his mother's words. Nó khóc hét ầm ĩ, nó nghe lời mẹ nó. Okay. So the mother didn't know what to do. So she dumped it on me. Rồi mẹ nó không biết làm gì hết.
mắng nó thằng đó nó làm đúng làm hư quá đó. Mẹ không biết làm gì đó, nó mới bà mới đem thằng con tôi thầy. Okay, so she gave him to me. He said, "Master, help! I don't know. He will not listen." Nó là thầy giúp cho con đấy. Cái thằng này nó không nghe lời này. You know what I did? Instantaneously, he stopped crying and behaved immediately. Then, thầy làm một cái là nó lập tức nó ngừng khóc và nó nghe lời ngay lập tức. What did I do? Ông đánh cho chết. Ông kêu vô. Im ngay lập tức. Nếu hâm nó một cái là nó khiếp ngay lập tức. Thầy cái này chứng minh cho quý vị thấy cái sờ đó. Nó ngừng ngay lập tức. Cái sờ đó nó xả ngay lập tức. Fear. The fear of me. Because I don't threaten, I don't issue empty threats. You don't stop, I'll beat you. He knows that. So he stopped immediately. He sat down and behaved. Instantaneously, no argument. Because he knew I meant business. I instill fear in him immediately. Ngừng ngay lập tức. Thầy hâm nó một cái là nó ngừng ngay lập tức. Nó không dám làm bậy. Thế cái hay nó hay chỗ đó. Ok. Thầy chỉ cần đánh nó, chỉ hâm cái một cái là nó khiếp ngay lập tức. Nó chỉ cần làm cho nó sờ một cái là nó ngừng ngay lập tức. What I, for the record, okay, for those you are still awake, okay, for the record, don't sue me, okay. Cái người mà còn chưa không ngủ gục ngủ gật đó, người đang thức ngày hôm nay, okay. Là ngày đó, that day, I did not put my hands on him. Thầy không có đánh nó, thầy chỉ cần hâm nó một cái là nó khiếp, nó ngừng ngay lập tức. All I had to do is scare him, and that's it. He stopped immediately, behaved right away. That's how beautiful fear is if you know how to use it. Thằng cái sờ, cái bài học sờ nó hay cho đó, nếu biết dùng nó. Okay? You understand now? That's why, bởi vậy, in my room, trong phòng của thầy, let me tell you, I have knives, thầy có dao này. I have whips, thầy có roi này. I have BB guns, thầy có súng này. I have sticks. Thầy có gậy nè. Okay. And don't forget. Và đừng có quên. They all know. He knows I have a BB gun. And I'm prepared to use it. Mà ai cũng biết là thầy mà nổi cọc lên là thầy chắc chắn cái gì thầy cũng xài hết đó. Everyone knows in this temple, when I'm upset, nothing can stop me. Không ai thể cản thầy được hết đó. That's a fear of God in them. Nó biết sợ vậy. Thấy cái ngày tâm, thấy cái ngày lâm tế tuyệt vời không? Cái pháp ngày lâm tế tuyệt vời. This is how beautiful the patriarch Linji's approaches. Instantaneously detaching. You stop all wrongdoing immediately. Whatever he wanted about you, creating a friction in you and misbehaving, stopped immediately with the fear that's instilled in him. Okay? Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. He's not afraid of his parents. That's what I'm trying to say. He's only afraid of me. But what does that do mean when he sues his parents? They mentioned my names. Okay. Mà làm khó làm dễ thầy đồ vui duyên dễ ghét. Bà nói là vậy chứ bà muốn hỏi là như vậy cha mẹ nó là sao?
Nếu có mình thầy làm sợ nó còn, cái còn cha mẹ nó làm gì? Thầy nói là cha, nó không sợ cha mẹ nó. Thì bà mới hỏi tiếp, nói như vậy lỡ mà lúc mà không có mặt thầy đó thì cha mẹ nó làm gì? Thầy nói chắc là cha mẹ nó nhắc tên của thầy. Ok, any questions? Anh thắc mắc gì không? Okay. All right. That's why Linji is one of the most popular chant school as of today. Thành ra cái dòng Lâm Tế là một cái dòng mà vẫn còn thịnh hành ngày hôm nay. Because it's one, you find one of the more effective teachers. Những cái người thầy thiền sư bên dòng Lâm Tế rất là giỏi. They have a full spectrum of teaching tools. Cái dòng Lâm Tế có nhiều cái con đường đi rất là rộng để mà dạy học trò. Okay. And it turns out that many of his master Linji's disciples became enlightened because he scolded them and beat them. Thành ra trong cái lịch sử của dòng Lâm Tế đó, rất nhiều người đệ tử của ngài Lâm Tế đó được đắc được giác ngộ vì bị đánh và bị mắng như tuyệt vời như vậy đó. Thành dòng nó thịnh như sợ lắm, nó rất nhiều nhân tài. That's why that sect has so many talented pupils. Okay? Is it clear? Thành ra thầy cũng lợi dụng, mặc dù tu cái dòng quy ngưỡng, okay, pháp và pháp quy ngưỡng của ngài Tiên Hóa. So for me personally, I trained using master, my teacher, my Chinese teacher, Master Chuyên Hóa's Wei Yang Chan School. Thì cái dòng quy ngưỡng ngài Tiên Hóa, cái pháp tu nó khác. Okay. Mà khi mà dạy thì thích cái phương pháp Lâm Tế hơn. But when I teach, I prefer the Linji school. Okay? Because it feels good. Tại vì mỗi khi mà đánh mắng như học trò nên thấy thích. Okay? Yeah. Tát nó một cái. Hey, anh Trạc. Tát nó một cái. That's the job of the master. Yeah, I said, hit him. Okay, 385. 385. Subhuti, what do you think? Are all the modes of the dust in the 3,000 great thousand world systems many? Subhuti said, very many were honored one. Subhuti, all modes of dust are spoken of by the Buddha as no motes of dust. Therefore, they are called motes of dust. The world systems are spoken of by the Tathagata as no world systems. Therefore, they are called world systems. 须菩提, 有意云何? 三千大千世界, 所有微尘对不对微尘微尘修为若不须菩提言甚多世尊须菩提就微尘如来说非微尘是名微尘如来说世界非世界是名世界 Tu Bồ Đề, ý ông là sao? Vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới có nhiều không? Tu Bồ Đề thưa Thế Tôn, rất nhiều. Tu Bồ Đề, các vi trần Như Lai đều nói, chẳng phải vi trần nên gọi là vi trần. Như Lai nói thế giới chẳng phải là thế giới nên gọi là thế giới. We are on slide 388. 388, is it on or not? Just leave it off. Vi trần. Okay.
388, Vitang. When you talk about, this is a very, this is a Buddhist concept. Đây là một cái khái niệm về cái Phật giáo rất là hay. This is a wonderful, wonderful Buddhist concept. Cái quan niệm vi trần nó rất là hay. Because the mode, the particle of dust, the mode of dust, okay, vi trần, is actually invisible particles of dust that verge on emptiness. Cái vi trần á là một cái hạt bụi nó nhỏ đến độ nó gần như là không có luôn. It's so tiny, tiny that it borders on emptiness, borders not being there. Okay? Can you imagine? Quý vị tưởng tượng như vậy. This is a very important concept. Cái này quan điểm rất quan trọng. Quý vị tưởng tượng trong cái tâm quý vị. Just imagine in your mind something that almost empty. Nó có một cái gì nó nhỏ, nó độ nó gần như không có luôn nữa. So far, so good. Quý vị tưởng tượng được chưa? You got that? And you take that, you divide by 7. Okay? And that's a mode of dust. Quý vị tưởng tượng cái gì mà nó gần như hư không? Thì quý vị chia 7 phần nó ra thì nó gọi là vi trần. This is very precise. The Buddha's vision. Cái này là cái trí huệ Đức Phật nó tuyệt vời. Ngài nói là quý vị tưởng tượng cái gì mà nó nhỏ vi tế không thể tưởng được. Rồi còn chia nó 7 phần nữa. Cái đó gọi là vi trần. Okay, so far so good. Okay, and so the Buddha says, the motes, all the motes of dust in this galaxy, there are a lot of motes of dust. And we need to hỏi rằng bây giờ cái quả đất này này, cái vũ trụ này, cái thế giới này này, mà tất cả những cái vi trần trừng trần trong cái thế giới này nó nhiều là ít. Okay. Thì ngài Tu Bồ Đề nói ồ rất nhiều thế Đức Thế Tôn. So Subhuti immediately replied, of course, it's so many of them, uncountable many of them, không thể nào đếm được, nó nhiều quá này. Okay. So Subhuti says actually when the Buddha speaks of the motes of dust, actually is no motes of dust. Nhưng điều ngài Tu Bồ Đề rất là có trí huệ, ngài nói là nhưng điều Đức Phật con biết rằng Đức Phật nói về vi trần, thì ra Đức Phật cũng có nói về vi trần. Okay, why is that? Tại sao như vậy? Okay, because of these three aspects of reality, because nó ba cái phương diện của thực tế. Number one, this is very important, cái này rất quan trọng, quý vị phải hiểu cái chuyện này. Please pay attention. Chú ý nè. Okay. Thứ nhất á, là về cái sự thật á, cái chân đế đó, because according to the actual truth, it is empty. Tất cả mọi sự nó đều là không ấy. Nó đều xuất thân từ cái không và nó trở về không. Everything originated from emptiness, take form, and then eventually evolve back to emptiness. It's like a full circle. Giống như cái vòng tròn vậy. Bắt đầu từ cái không, xong nó biến hiện, nó hiện ra, xong nó biến chuyển từ từ, nó trở về lại cái không. That's the nature of all existence. Tất cả vạn vật trong cái thế gian này, nó đều là không. Everything in this world originated from emptiness, came into existence, and we evolve back to emptiness. Okay. Tất cả nó từ cái không, nó trở thành cát bụi, xong trở thành cái không lại. Okay? Is it clear? Cái này gọi là chân đế. This is called the actual truth. So far, so good? The actual truth meaning that the truth of the matter is that everything is empty. Cái chân đế có nghĩa là tất cả mọi sự đều là không. Meaning this, your body is empty. Cái thân quý vị nó là không. Because eventually will disappear back to emptiness. Nói cách khác, một cách thực tế, cái thân thể quý vị đó
Quý vị thấy có hôm nay thiệt ra cuối cùng nó sẽ trở về lại cái không. Your body you have right now eventually will become empty. Đồng ý không? That is the actual truth. Cái đó là cái chân đế. You may not understand it yet. You may not see it's empty yet. But eventually you know that eventually you go back to emptiness. You will disappear. Tại vì mặc dù quý vị có thể tin nó có ngày hôm nay thì như đều trong tương lai cái thân quý vị nó sẽ trở về lại cái không. Nó sẽ biến mất. We agree on that. Is it clear? That is the actual truth. Cái đó là cái chân đế. Yes. Questions? Is it clear? This is the Buddha's wisdom. He says, don't be attached to appearances. Okay? Eventually, we will go back to emptiness. Đức Phật nói, quý vị, cái thể quý vị là cái không. So far, so good? Is it clear? Okay. Then, there is something called common truth. Xong rồi có cái một cái sự thật khác á, gọi là cái tục đế. Common truth. Chân đi, sủ đi is common truth. Tiếng Anh tụng mà, tức là dấu sủ đi. The actual truth is what? It says you are real. Yes, you are real. Cái tục đế nói là cái hữu là nó có, nó thực sự có. It is real. Okay? It says it really exists. How can you possibly deny that this doesn't exist when it hurts, when you pinch? Cái thực đế là sao? Nó là làm sao quý vị có thể nói rằng cái tay là giả, trong nó đến cái bị mà nhéo nó là đau, làm sao nó là nó giả được? How can you tell it's false when you pinch it hurts? So the common truth is that yes, it's real. You cannot deny it. Cái thực tế nó nói là cái này nó thật chứ không phải nó giả. Đúng không? You see why it's called truth? Quý vị thấy nó đế hoặc là cái nó là sự thật. Tại sao? Cái đau là cái thật. Because the pain is real. Is it clear? Quý vị nghe rõ ràng. Hiểu không? Cái tục đế là nó, những cái hiện tượng mà quý vị thấy nó đều là thật. Tại nó thiệt sự nó có. It says, whatever you observe is real because it's really there. The contradictory. Hai cái thái cực với nhau. You see that? Quý vị thấy hai cái cực đoan, một bên là không, một bên là có. One is nothing exists, one has everything exists. There are two extremes. Okay? Nhưng cái này á, là hai cực đoan. Một bên nói là không có gì thực sự có hết, còn bên nói là thực sự tất cả đều có. So far so good. Chân đế và tục đế. Chân đế là không, tục đế là có. So far so good. This is very Mahayana. Đây là quan điểm Thái Đại Thừa. Quý vị phải nhớ cái này. Okay? So far so good. Then there is the real truth. Xong có một cái gọi là cái thật tướng, gọi là cái trung đạo. It's called the middle way. The real truth is called the middle way. Cái thực tế gọi là trung đạo. Trung đạo là gì? What is the middle way? What is the middle way? We describe you two extreme truths. Mình nói giảng cái việc nghe hai cực đoan của cái sự thật. They call truth because they actually true. Cái đế là tại vì nó thực sự nó có. Nó thực sự là đúng. It's real. It's true. But then there's a middle way. What is the middle way? Trung đạo là cái gì? Trung đạo là ngay ở giữa. Có người nói ngay ở giữa. Someone says in the middle. What else? What is the middle way? Both. Marks. Yes? Marks and no marks. Same time. Exists at the same time. That's called the middle way. It's not in the middle. It says it's both at the same time. Yes, it exists at the same time. That is the Vajra.
sutra. Tại cái trung đạo là nó có hai, nó đều có cùng một lúc hết, chứ không phải ở giữa. Cái trung đạo không phải là ở giữa, trung đạo nó là trung đạo, nó bao dung hết hai cực đoan luôn. The middle way is and embraces both truths. It says they're true at the same time. Trung đạo nó hay gì đó là thấy được nó đúng cùng một lúc, nó vừa không nó cũng vừa có. It's both empty and existent at the same time. Đó là cái sự thật của trung đạo. That is the middle way. Okay. Why is it called the middle way? Tại sao gọi là trung đạo? Hmm? Tại có sai tại sao gọi trung đạo? Let me explain to you. Hỏi cái vị cái quan điểm rất quan trọng. Tại sao gọi là trung đạo? Hmm? Why? Có ai biết không? Cái trung đạo đó là nó không chịu chấp trước. Tôi không chấp bên này, không chấp bên kia, nó gọi là trung đạo được. It's the middle way because it's free from attachments. Any kind of attachment, that's why it's called the middle way. It's not attached to emptiness, it's not attached to existence. Nó không chấp vào cái không, cũng không chấp vào cái có, mới gọi là trung đạo. Hoàn toàn không chấp gì hết. It's free from attachments. Okay? It's the entire truth. Cái sự thật nó như vậy đó. Nó có đầy hết bằng cách nó không chấp vào cái gì hết. Alright? Questions. Okay. So here the Buddha says it's basically a name. Thành ra khi mà hai ngài tu Bồ Đề với Đức Phật nói chuyện với nhau, bàn chuyện với nhau, nói pháp cho nhau nghe, thì cái chữ mà vi trần nó chỉ là một cái chữ thôi, không cần chấp vào cái chữ đó. So Subhuti, when he spoke Dharma with the Buddha, he says mode of dust is basically a word. Why be attached to a word, right? Mình chấp vào cái chữ làm cái gì? Ok, Đức Phật giảng pháp đâu có chấp vào cái chữ đó của Đức Phật giảng đâu. When the Buddha spoke Dharma, he's not attached to the word he spoke. Ok, so far so good. Ok, 389. The world systems are spoken of by the Buddha, the Tathagata as no world system. Xong cái câu tiếp là Đức Phật giảng trong kinh nói là cái thế giới này á, nó mà Đức Phật nói thiệt ra không phải là cái thế giới. You see, you amalgamate all these motes of dust together, you form a world. Khi vì lấy những cái vi trần đó, nó gom lại, tích tụ nó lại thì vì tạo ra một cái thế giới. Okay? Remember, okay, so you see, this is a very important aspect from very tiny to very, very big. Thành cái vị thấy không? Đức Phật giảng pháp rất tuyệt vời. Ngài nói bắt đầu bằng cái vi trần là cái nhỏ nhất. Xong cái thế giới là cái lớn nhất. Từ nhỏ nó lớn. So what the Buddha says, from small to big, small thing like the mote of dust, to a big thing like the world system, okay, they both are the full range, full spectrum of size, and you should not be attached either. Okay? Thành Đức Phật giảng không nên chấp vào nhỏ, không nên chấp vào lớn. You should not be attached to neither small nor big. Few or many. Không nên chấp vào cái nhỏ hoặc là cái lớn. Không chấp vào cái ít hoặc là chấp vào cái nhiều. Alright? So it's only again world system is basically words. Nói chung quy lại thì thế giới cũng chỉ là một cái chữ thôi, nó chả quan trọng gì lắm. Thành ra không nên chấp vào cái chữ, cái danh từ, cái ngôn ngữ. So don't be attached to the words, don't be attached to the language.
So far, so good? Alright. 390. 390. So what is the middle way? Thành cái trung đạo nghĩa là sao? This is how you comprehend the middle way. Làm sao quý vị hiểu được cái trung đạo? Làm sao quý vị biết mà một ngày kia quý vị hiểu được, mình nói là mình bây giờ mình thấu ngộ được cái trung đạo là cái gì rồi? How do you know the one day says I now comprehend the middle way? Okay? You comprehend middle way when quý vị có thể hiểu được cái trung đạo khi when you recognize the emptiness of dharmas. Thế là quý vị thấy rằng mọi sự nó đều là không. What does it mean? Có nghĩa là sao? Mọi sự nghĩa là sao? Không nghĩa là sao? What does it mean? Everything is empty. Mọi sự đều không nghĩa là sao? It means that you are attached to nothing. Quý vị không chấp vào cái gì hết. You are not attached to your money. Quý vị không chấp vào cái tiền của quý vị. You are not attached to profit. Quý vị không cần lợi. You are not sad when you lose money. Quý vị không có buồn khi mà mất tiền. You're not attached to your house. Quý vị không chấp vào cái nhà. You're not attached to your Korean car. Quý vị không chấp vào cái xe đại hàng của quý vị. I'm not attached to my German car. I'm not attached to my Japanese van. Quý vị không, thầy không chấp vào cái xe Nhật. Xe Nhật này. Okay? You're not attached to anything. Không chấp vào cái gì hết. Mới gọi là okay. You're not attached. Meaning that, không có chấp nghĩa là sao? It's okay to have it. It's also okay not to have. Có nghĩa là mình có cũng được, không sao. Okay? Right? Is it easy to do? Làm được không? It's not easy, but it's worth to do. Không dễ, làm không phải là dễ, nhưng phải nên làm. Precisely. Yes. In extension, can we say, I love life, but I'm not attached to my life. Nói là nếu tôi yêu đời, nhưng mà tôi không có chấp trước vào cuộc đời tôi. So what does it mean? I gotta go. I see. Khi mình cần đi, thì mình chết. It's so morbid to me. Tôi nghe thấy chán trời. This guy must be depressed. Cái ông này chắc là chán đời rồi. Okay. It doesn't mean that it's important to understand that. Cái này nó quan trọng thưa quý vị ạ. Cái quan trọng là khi mình có quyền vui. Let me tell you how to live life. When you have it, it's okay to enjoy it. When you don't have, it's no need to miss it. Nếu mình có quyền mình hưởng thụ nó, mình không có đừng có nhớ, đừng có thèm nó. Okay? So far so good? Can you do that? Quý vị sống như được không? Kim điện nó lắc, đúng dám lắc đầu. Okay. Why? The second thing that you makes you understand, cái thứ nhì mà quý vị thấy được là quý vị thấy là tất cả cái pháp nó đều là huyền. The second aspect of the truth, middle way, is that you see that everything is really false. Okay, cái nhì gọi là tục đế, coi là tất cả nó đều là giả hết. Nó chỉ có tạm thời. Okay? It's only temporary there. Tất cả nó chỉ là tạm thời có mặt ở đó thôi. So far so good? The existence is only temporary. It's not really there. Okay? What does it mean? Nghĩa là sao?
Nghĩa là sao? So you say, so since this is false, quý vị có phải là quý vị nói cái này nó giả? Thành ra mình vứt nó, so we throw it away. So let's see, does it only have $100 bill? Cái quả ngân có 100, có tờ 100 không? Cho thầy mượn tờ 100. Mặc lắm nhưng mà sợ không dám cho thầy mượn tờ 100 đâu. I ask Guyin, do you have $100 bill? Guyin say, no, not me. Okay. Có 100 không? Có tờ 100 không? À, có tờ 100 mới được. À, mới được 100, okay. So what happened is that if the $100 bill is just... It's false, right? Huh? Huh? Ai dám nói ai nói từ trăm là giả, huh? Dám không? Anyone? David says it's okay to tear it up, but you cannot burn it. yeah. Xé thì còn dán nó lại được, phải không? Còn đốt thì không được. David says, you can tear it up, but you cannot burn it. Yes. How am I supposed to enjoy it when I have it? If you burn it, then I not to fret over it once it's gone. That's my way of weaseling out of letting you burn it. Why is there something called a falseness? Tại sao mình có cái giả? Why? Falseness. It's not there forever. You can look at it. Falseness is not going to be there forever. Cái giả có nghĩa là không phải nó ở đó luôn, nó là thường trực đâu. Nó chỉ tạm thời thôi. Why is that? Tại sao mình phải cần cái đó? Why is that? Tại sao vậy? Why? Yes. Because it's real to you. It's real to others. It may be like empty to you, but it's not empty to others. You recognize that your perception matters. That's why the common truth is, it says, it's real to you. And we have to embrace that it's real to you. Does it make sense? Because for example, cái thực tế nó quan trọng, tại vì mặc dù mình biết nó giả, nhưng đều cái người khác không thấy nó là giả. Mình phải công nhận cái đó sự thật, người ta là người không coi nó là giả. Hiểu chưa? For example, I'm a left home person. Okay? So I see things differently than you. And if I say I cannot impose my viewpoint on you. Okay? And that's where the common truth matters, because we recognize where you're coming from. And we embrace it. You say, oh, it's okay. I understand where you're coming from. If you deny, if we negate and don't recognize your truth, then it's nothing in common between you and me. Vì thế, nếu như mình mà nói người ta sai lầm, người ta mê muội, thì giữa mình với người ta không có gì liên hệ với nhau được, không thể nào giúp người ta được. This is what happens if you think that you are not attached, you see everything is empty, but you don't. Then there's a conflict, a perspective. There's no way for us to interact. Okay? No possible communications. So I can't help you. We can't reach each other. Is it clear? So this is how you should live your life. Thành cái cuộc đời mình sống á, okay? Không phải để mà nói về cái lý thuyết. This is not about theory. For you to live a full life, you have to accept people's world. That's true. You cannot deny their existence.
Thành ra mình muốn sống trong cuộc đời mà nó đầy đủ, mình phải bao dung cái nhìn của người ta, bao dung cái sự thật của người khác, mặc dù nó khác mình. You have to embrace the differences. Okay? Mình phải tôn trọng, mình phải biết công nhận cái thế giới người ta, mình mới sống với nhau được. Okay? That's how the Buddhas behave. They see everything is empty. Đức Phật á, thấy tất cả nó đều là không. The Buddha says, there's nothing there. But he sees you, sees us as being confused. So he says, okay, I come to your world, live in your world to help you one day understand it's really not there. It's really false. Thành Đức Phật thấy tất cả nó đều là không. Nhưng để Đức Phật vậy, thấy chúng ta là bị mê muội, thành Đức Phật phải vào cái thế giới chúng ta để mà dạy chúng ta được, tìm cách giải thoát được cái thế giới giả tạo chúng ta. Ok, and finally the middle way is that you recognize all dharma is neither empty nor false. Cuối cùng cái trung đạo là cái vị không được chấp vào không, cũng không được chấp vào là khó có. Okay, so the middle way is that you cannot attach to either way, you cannot attach to anything. Cái trung đạo là không có quyền chấp vào bất cứ một cái gì hết á. Okay, không được chấp vào không, không chấp vào không, không. What is meant by not attaching to empty or the existence? Không chấp vào không, không chấp vào có nghĩa là sao? Meaning you cannot attach to anything in between. Không có quyền chấp vào bất cứ gì giữa hai cái cực đoan đó mới gọi là trung đạo. Chứ không phải trung đạo là ở giữa đâu. So this is a misconception I used to have about middle way. I said middle way is somewhere in the middle. Actually it's not. Middle way is that you are nowhere, anywhere in the two extremes. Cái trung đạo là mình không có ở chỗ nào hết đó. Hai cực đoan không có chỗ nào hết, không chấp vào bất cứ gì ở giữa hai cực đoan hết, mới gọi là trung đạo. Is that clear? Tức cái tu hành, this relates, it refers to the way you cultivate. Đây là cái pháp tu hành. Nghe rõ ràng không? This, listen carefully. This is how you cultivate Mahayana. You see emptiness. Quý vị thấy được cái không? So far so good. You see the emptiness. You see everything is empty. Listen carefully. You see everything is empty. You are not attached to anything. Không chấp bất cứ vào cái gì hết. Is it clear? That's the first step. Then you go to the world where John thinks this is everything is real. Rồi vào cái thế giới mà mình thấy rằng tất cả mọi người thấy là cái thế giới nó thật. Okay? And you're able to let go. You see the two extremes and you let go of everything. You're not attached to anything in between. That is the middle way. That's how you reach the middle way. You have to bind it by the two extremes and remove any attachments in between. Cái trung đạo là cái gì? Phải tìm hai cái cực đoan, xong rồi mình không được chấp vào bất cứ một cái gì giữa hai cái đó hết, mới gọi là trung đạo. So far so good? That's the middle way. Alright? That's why, bởi vậy, that's why the Hinayana does not understand the middle way. Tại bởi vậy, cái bên nguyên thủy đó, họ chưa hiểu được cái trung đạo, họ chưa hiểu được, còn xa lắm. Okay, all right, 391, tấm 391, Subhuti. This is an anecdote. The Subhuti was speaking eloquently about prajna. Thì đây một cái câu chuyện, một cái công án là ngài Tu Bồ Đề đơn giản thao thao bất tuyệt về cái pháp bát nhã. And the Brahma heavenly king listened to prajna, really enjoys it. Thì cái vị vua
vì Phạm Thiên Vương đó nghe pháp, nghe ngày ngày bố tu Bồ Đề giảng pháp mà mê, thích thú quá, mê mẩn. And the heavenly flowers are raining down upon Subhuti. Thành ra bỗng nhiên trong không trung á, những cái tiên hoa hoa của trời đó bắt đầu nó rơi lác đác xuống trên ngài tu Bồ Đề. Okay. And then some heavenly voices says, "You're praising your beautiful eloquence." So, có một cái giọng trong cái cõi trời đó, không trung nói, "Oh, chúng tôi đang tán thán về cái biện tài của ngài Tu Bồ Đề." Okay. Subhuti then ask, "What have I said?" Ngài Tu Bồ Đề mới hỏi, "Tôi nói gì vậy? Tôi giảng gì vậy?" And the Brahma God, Brahma heavenly king says, "The venerable one has not spoken." Thì ngài Phạm Thiên Vương mới nói là ngài Tôn Đức đã không nói gì cả, không có giảng gì cả. So Subhuti says, "What have you heard?" Hỏi vậy ông nghe được cái gì? Nếu tôi không giảng gì thì ông nghe được cái gì? "If I said nothing, I explained nothing, then what did you hear?" The king said, I did not hear a thing." Thì cái vị vua mới trả lời, vị thiên vương mới trả lời nó, "Tôi không nghe gì hết á." Then it is true prajna. Thì như vậy mới là bát nhã chân chính. Nothing is spoken, nothing is heard. Cái bát nhã nó chỉ thật sự là bát nhã khi không có ai nói bát nhã mà cũng không ai nghe bát nhã hết mới gọi là bát nhã. Then it's called prajna. Nghĩa là sao? What does it mean? Okay? It means that the speaker is not attached to what he explains. Có nghĩa là cái người thuyết pháp đó không chấp vào cái pháp mình đang thuyết. He doesn't say, "Whoa, I better try to explain and tell 2 Hollywood stories today to make up, to meet my quota." Người đó không giảng pháp, không nói là ngày nay tôi phải kể chuyện cho nó hay, cho người ta thích thú. Okay? He's not attached to it. Is that real? Is that clear? Nói mà không cần chấp vào nó, mình phải nói cho hay. Okay? And then the people listen. Cái người mà nghe đó, He says, "This is not a good Hollywood story." Người nghe không nói, cái câu chuyện này nó dở quá. Thua tuần trước. "It's not as good as last week's. It's not as good as last month's Hollywood stories." Okay? Then the person is not hearing any prajna. Không nghe một cái pháp gì hết. Okay? Then prajna is communicated between the speaker and the listener, the whole spectrum. Thì như vậy, cái pháp bát nhã nó được đi từ cái người thuyết pháp cho tới cái người nghe pháp, là hai bên đều hiểu cái bát nhã là cái gì. Không giảng mà cũng không có nghe. Nothing spoken, nothing heard. That is true prajna. Không có nghe mà cũng không có giảng. Mới gọi là bát nhã. Okay? Meaning that you're not attached to speaking. Mình nói, mình không chấp vào cái lời nói mình cũng không chấp vào lời nghe của mình. And you're not attached to what you hear either. Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Why is that? Why so much nonsense? Tại sao mình nói nhiều cái chuyện nó dông dài như vậy? Huh? Nothing spoken, nothing heard. Không nghe mà cũng không có nói. Tại sao như vậy? True prajna is when no one attaches to nothing. Cái bát nhã chân thật là không ai chấp vào cái gì hết á. Nghe xong là không tạo một cái chấp trước gì hết. Whatever you hear does not create any attachment in your mind. Cái người nghe đó không có một chấp trước nào gì hết.
mới hiểu được cái bát nhã. Ok? Cái người giảng cũng không hoàn toàn chấp trước về cái gì lời mình giảng hết. The speaker has no attachment to what he explains. That is prajna. Is that clear? There's no attachment anywhere. Không ai có một cái chấp trước gì hết. Yes. Help, help. You're attached. You're attached. Hỏi cô học búa hết giờ rồi mới giơ tay nó hỏi. Nó đợi lúc mà hay. I'm not. You misread me. Okay, I need to justify myself. Thầy phải đính chính cho quý vị nghe. Thầy đính chính quý vị nghe. Không phải thầy buồn đâu. I'm not sad because of I cannot answer the question or disapprove of the question. Thầy không phải buồn, thất vọng vì thầy trả lời không được, hoặc là thầy vì thầy thất vọng mà vì cái lời hỏi mà thầy hoặc là thầy trả lời không nổi. Please make it clear. Please understand that I'm not disappointed because I cannot answer the question or I'm disappointed at the questioner. Okay? Are we clear on that? Of course. Of course. I'm disappointed because she waited until 2:30 to ask the question. Thầy thất vọng tại vì cô đợi tới 2 giờ rưỡi lúc mà giảng xong pháp rồi, giảng xong cái giờ kinh rồi mới hỏi câu hỏi. À? How mean. You're attached to niceness. Câu hỏi là sao? Câu hỏi là bộ không có gì quan trọng sao? Thầy giảng 2 tiếng đồng hồ không có gì quan trọng. She said, the question says, I spent 2 hours, I spoke nothing important at all. I'm speechless. You're never speechless. The Chinese say too much. Mấy từ tàu nó quá quá quá. The Chinese say way too much. She says, "Let me help you." Bà phá thầy. Bà nói để con giúp thầy, để con cứu bồ. Let me help my buddy. Let me help my master. She says, If it's not important, put it down. Nó là nếu như không quan trọng á, mình xả nó. If it's important, it's okay to hang on to it. Mà nếu nó quan trọng, có quyền chấp trước. Chế quá, mấy tụi này nó chế quá. There, this is too much. Yeah. phá thầy, nó nói bộ nên quan trọng của quyền chấp trước mà không quan trọng thì mình xả. Nó vừa hai được gọi là trung đạo. She says middle way is that if it's important, grab, hang on to it. If it's not important, drop it. So we have the middle way. Both detaching and not detaching. Mấy bà tàu nó chịu. I give up on the Chinese. So is nothing important? Mà không có gì quan trọng hả? Nothing important? Nothing important. Nothing important at all. Không có gì quan trọng hết. That's true. It's nothing.
if your mind is such that you attach nothing of importance, then it's true. If nowhere in your mind is there any big deal anywhere at all, then it's prajna. Thầy talk mấy người Tàu lại. I'm playing tricks on the Chinese. You understand that? If in your mind is nothing important whatsoever, that is prajna. You understand? That is prajna. If it's nothing important whatsoever, including my latest insult to you, nếu cái tâm quý vị nó hoàn toàn không có gì quan trọng hết, đó là bát nhã. Đừng có tưởng tượng nữa chứ. Thầy mới chửi nó, mà nó không có gì, nó không giận, mới gọi là bát nhã. So I just insulted her. Okay? And if she's not upset, that is prajna. Okay? What a stupid question. Câu hỏi dốt. Thầy mới chửi nó, câu hỏi dốt. Sao? Có gì quan trọng không? Well, what a stupid question. What a stupid, another stupid comment. I'm kidding. Thầy đừng đùa quý vị. Hết giờ nó cứ hỏi tiếp mấy miếng vàng này còn dễ ghét thiệt á. Time is running out. She keeps on asking questions. You think I'm happy about this? Okay. Listen. The important thing is that you have to find yourself. If wherever, okay, you still have attachment, you have to drop that attachment. You keep on dropping one attachment after another. Cái trung đạo, muốn tới trung đạo là quý vị phải bỏ từng cái chấp trước, từng cái. Let me tell you. You have to drop one attachment after another to get to the middle way. Is it clear? Quý vị nghe rõ ràng không? Anyone understand that? Quý vị nghe rõ ràng không? Is it clear? Muốn được trung đạo, muốn tới trung đạo là phải bỏ từng cái chấp trước. Phải nhìn từng cái chấp trước của nó, tao phải gạt mày. You have to look honestly into every single of your attachment says, I don't want you. That's how you cover the whole spectrum. Cách duy nhất mà bao dung hết tất cả là phải chặt hết tất cả từng cái. Chặt khỏi. Giống như sắc thịt vậy đó. Những cái thịt nó to, những cái sắc. Mới tới trung đạo được. Sau mình sắc hết rồi, nó không còn tảng thịt nữa. Nó biến mất hết. Ok? The better analogy, cái ví dụ mà hay hơn á, is like that onion. You peel one layer. Giống như cái củ hành vậy đó. Mình bóc một cái lớp, bóc một cái vỏ, xong bóc vỏ thứ nhì, bóc vỏ thứ ba, bóc vỏ thứ tư, bóc hoài cuối cùng, nó không còn cái gì hết á. Mới gọi là trung đạo. Yes. But the flip side of your analogy of peeling it is, man, it makes you cry every time you peel some more. That's right. That's part of the brutality of the teaching. Human G people.
Ok, được không? Sao bây giờ? Hai cái gì mà? Hả? Ok. But you see, we see routine, the important thing, you have to be honest. You have to say, I have this attachment. And I want to get rid of it. If you say, I have no attachment, it's your problem, then you're stuck. You never make it. 对, you have to be honest. You have to be honest. He says, I have this attachment that I don't want. Okay? And I want to get rid of it. If you're not honest with that, it doesn't work. Thành phải có cái thử thành thật, chân thật ở trong. Mình nói là tôi công nhận tôi có cái chấp trước này và tôi muốn xả cái chấp trước này. Còn có người nói không, tôi không có chấp trước. Là mấy người đó không thể nào tới cái trung đạo được. Rõ ràng không? Thành ra lúc tu phải rất là chân thật. That's why when you cultivate, you have to be brutally honest with yourself. You don't need to be honest with me and your teacher. Quý vị không cần phải chân thật với thầy. Ok? Nhưng mà phải từ chân thật với mình, nói là tôi có muốn cái loại phiền não này không? You have to ask yourself, do I want this kind of affliction that tears me up inside? Nó cái phiền não làm tôi khó chịu, khổ sở, tôi có muốn giữ nó lại không? Do I want to hang on to this affliction? And if you're not honest, cái người mà thiếu chân thật cứ nói, no, I don't have an affliction. Người nói, tôi không có phiền não. Với cái người đó không thể nào tu được. Không thể nào không tới được cái trung đạo. They cannot get to the middle way if they say, no, I don't have any affliction. You imagining my affliction. Nó là, quý vị tưởng tượng tôi bị phiền não, tôi đâu có phiền não. Mấy cái người đó không thể nào tới trung đạo được. Okay? Is that clear? That's why in the mind and body, thành trong cái tâm của Bồ Đề đó, see, remember, you cultivate in order to restore your body mind. Quý vị tu để mà hồi phục lại cái tâm Bồ Đề quý vị. Is that clear? Cái tâm Bồ Đề quý vị đó, nó có ba cái thành phần. Your body mind has three kinds of mind, three aspects. Nó có ba cái khía cạnh. Your mind you have, your body mind has three aspects, three characteristics. Number one is compassionate. Thứ nhất, tâm nó rất là đại bi. Is it clear? You feel for all the suffering. Quý vị thấy người ta khổ, quý vị không chịu đựng nổi, cái đó gọi là tâm bi. Bi tâm. Nghe rõ chưa? Quý vị thấy người ta khổ mà quý vị ngảnh mặt bỏ lơ là quý vị không có bồ đề tâm. If you see people in suffering, you say, oh, it's okay. You know, serve them right, then you have no compassion at all. Okay, you have no body mind. Cái tâm thứ nhì á, là cái thâm tâm. The second mind is the profound mind. Cái thâm tâm. Okay? I will someday explain to you what the profound mind is. Cái thâm tâm để lúc nào sau thầy mới giảng quý vị. The third mind is what you never guess. Quý vị không thể nào tưởng tượng được, có thể đoán được cái tâm thứ ba của tâm Bồ Đề là cái gì. What is it? Any wild guess. Đoán thử đại đi. Là chân tâm. The true mind. Sân xin, bê xin, chân xin. Okay? Chân tâm. Là cái tâm nó rất là thành thật. This mind here is truthful. Nó chân thật. Nó không có gì giả, không có gì lừa dối ở trong. There is no falseness. There is no pretenses. Không có lừa gạt người ta. There is no
There is no falseness. Không có cái gì nó giả ở trong hết á. It's totally true. Cái tâm này tâm hoàn toàn nó chân thật. Nó không có một cái gì giả ở trong hết. That's the body mind. Tâm bồ đề như vậy. You remember that? You memorize that? If you think you nếu quý vị nghĩ quý vị là giác ngộ rồi thì phải có ba cái loại tâm đó. Cái tâm quý vị tự động có ba cái loại đó. When you are enlightened, you have those three minds immediately. Compassionate mind, true mind, and the profound mind. Tâm bi, tâm chân và cái tâm thâm mới gọi là giác ngộ. Questions? No more questions. Very good. Hết giờ rồi. All right. 392. Okay. That's can we do the transference for rebirth? Thôi chúng ta hồi hướng công đức để giúp giúp ông cụ vãng sanh nha. Page 38, please. Thank you.